ไปอยู่หน้าฉันรักแต่น้ำนำนำจบเออของเออของดอกเออนิ้วเวลาเออขอเงินเออไปอยู่ข้างหน้าฉันรักแต่น้ำนำนำจบเออของน้อยฉันของดอกเออนิ้วเวลาเออขอเงินเออดัดใจเออใจฝากเออผู้หูดอกฉันตั้งแต่ของดอกเป็นใบกินเนี่ยใบกินผู้หูthì anh dịch mới biết chứ ông đọc không hiểu gì đâu tôi không biết cái gì hết cho hai cho hai đúng không à, cái cho hai cái cho hai hộp á hộp á hộp nè hộp con hộp cái này là mấy con, con nhiên đó mấy con nhiên đó ồ khách bạn đừng lo cái nào phải đâu đâu đừng lo cái nào phải đừng lên đây đừng tới giờ sư pháp thuật nó thế sao sao lúc vót nó được lắng rồi nét mẹ bơi bông 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 na ta hãy ta vô sờ lõ nét đẹp bên nét đẹp bên nét đẹp bên hai giờ yêu bay bay hai giờ yêu hai giờ yêu yêu là cái gì vậy la 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 đây mình vô là người đồng bào Khmer đó, đó sư đi khách thật đó, ta cúng cơm cho sư. Sư đi khách thật có lòng vòng trong làng này nè. Rồi rồi hôm nay ông cũng cúng rồi ông nè, bán ông cũng cúng rồi cho cúng trời phù. Ba cây bự nó là cây rừng không?
700 năm tuổi. Cây di sản cao chắc cũng 30-40 mét rồi. Cũng bán vô này nó ông chủ cây cây. Cái này là cá tẩy 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 tụ tẩy tụ ông này cá lóc tẩy thọt đây thọt cá lóc cá lóc rồi dạ cho miếng nước tan mọi người dạ nó bán xoài chay máu tiếp cục cả cây đấy bán xoài chay máu thả bán xoài chay máu chém máu cho mọi sạch tẩy ăn tẩy tẩy phân máu anh hương ở bơi máu để lên nắp bếp con không muốn cài vô biết con đâu không cảm giùm đi tôi vô cũng được này quay quảng cáo cho mọi người chỗ này làm gà nấu cho dĩa cơm rang luôn với con gà này gà là sao nấu sẵn này tôi vô là thảy vô nước. Cái quán này là quán đầu tiên ở trong này á nha. Bây giờ vô đây thì là nhiều quán. Nhà đang nướng nè. Cho dĩa cơm rang nha. Cỡ này hơi vắng khách hả sao? Bà vụ dịch này đâu có ai dám đi đâu. Hồi nãy đi ngang cái đám cưới mà cả chục bàn là phải có hai bàn. Cái này dễ còn tiêu dễ còn tôm ăn tôm xào với con gà. Có cắt nhiều mới không? Dạo này mọi con cũng ít đi nè. Giờ nó cắt đi rồi. Mua con bò kia hả?
Gãy rồi. Gãy hả? Chơi chừng hả? Rồi cắt lại cái đi, quay cái lòng bộ thôi, lòng bộ, bộ nhá nhá rồi. Rồi ra thì mình muốn ăn xé thì ăn, còn muốn cắt thì chỗ sẽ cắt cho mình. Rồi, ok. Bánh đi chứ, nó bò sống đốt đi chứ. Cái gà đốt này là đốt lá trúc. Cái quán này nè, cũng đầu tiên cái hộ thông này nè, để kèm với lại là cơm chiên nha các bạn. Đây là một dĩa ngửa ghém. Thì cái cơm chiên này thì các bạn nào muốn ăn thì kêu thêm, phải không em? Dạ. Đó, thì nay đi với anh Sáu rồi ghé đây. Dùng ở cái món gà đốt năm xưa. Bánh chứ. Cái nước này là muối hả? Muối. Muối chanh, muối chanh ớt, lá trúc. Ta gọi là đốt lá trúc là cái lá trúc như cái chanh vậy đó. Ngày nay đi với anh Sáu về thưởng thức lại món gà đốt lá trúc hộ thông cho các bạn. Thì cái quán này là cũng cái quán hồi xưa giờ mình cũng ăn nhiều lần rồi, năm nay mình ghé mình ăn tiếp. Thì cái gà đốt lá trúc này thì rất là ngon. Nhưng mà bây giờ chủ quán người ta là do một lý do gì đó là người ta để cái bảng là không vào bếp. Rồi mình không vào bếp mình quay review cho các bạn xem. Thì mời các bạn dùng thử nha. Ngon là cái nước chấm nó cũng ngon luôn các bạn. Cái da nó giòn. Và đặc biệt gà này là gà núi, gà đồi nha các bạn. Nó đặt rồi ta nuôi, ta dành rồi ta cung cấp cho cái quán á. Ngon. Cái này ăn với gỏi ghém. Mình dùng với gỏi ghém các bạn. Dầu găm. Đói bụng thì dùng thêm cơm chiên, cơm sò tỏi.